Thanh Thúy vừa mới uống cái gì á mọi người có biết không? Đó là một cái viên để mà giúp cho chúng ta có thể bổ sung collagen, chống nắng nè, bảo vệ da khỏi cái tia UV. Mỗi buổi sáng thì trước khi ăn sáng Thúy sẽ uống một viên như thế, và một ngày thì chúng ta sẽ uống hai viên. Đây, giới thiệu cho quý vị, cái hộp này rất là đẹp. Nó tên là Beauty Plus. Nó có công dụng gì? Các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản là giúp cho chúng ta có thể trắng da. Mà trắng ở đây á, là nó không phải dùng kem để dưỡng da, mà là trắng từ sâu ở bên trong. Và ngoài ra thì có cái tác dụng là sẽ làm ẩm da nữa, da căng mịn. Đặc biệt nữa là chống nắng, hạn chế chúng ta phải đi lấy cái kem chống nắng xoa xoa rồi nhiều khi quên và lười nữa, thì uống cái này vô là rất là ok. Ngoài ra thì nó có cái hộp như thế này đó, rất là đẹp đúng không? Mà nó còn có một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh và rất là nhẹ mọi người ạ. Đây. Rồi bây giờ thì mình bàn một chút xíu về cái công dụng của cái viên dưỡng trắng da Beauty Plus này nha. Thúy thấy ở đây ghi nè, giúp chống oxy hóa, giảm thâm nám. Các bạn ai đang bị thâm nám thì cũng có thể dùng cái sản phẩm này. Ngoài công dụng làm trắng da ra thì trị thâm nám cũng rất là hiệu quả ha. Mình thì bây giờ cũng khoảng là 30 mấy tuổi rồi, bắt đầu là ở cái độ tuổi là đồi mồi, những cái thâm nám nó sẽ xuất hiện. Cộng thêm nữa là công việc của Thúy quay phim, thường xuyên phải đi ra ngoài ánh nắng mặt trời, cho nên là cái việc phải ngăn ngừa nám là một trong những cái chuyện mà Thúy rất rất là quan tâm. Thậm chí chắc là phải quan tâm còn hơn cái chuyện đi dưỡng da nữa đó. Nó làm trắng sâu da từ bên trong. Như hồi nãy Thúy có nói là thay vì mình dùng kem dưỡng da thì bây giờ mình uống vô và nó sẽ trắng từ bên trong. Bổ sung collagen, tăng độ ẩm và độ đàn hồi của da, chống nắng. Wow, sản phẩm này không biết tại sao mà nó lại có một cái tác dụng thần kỳ đến như vậy. Thành phần có trong cái loại sản phẩm này là được chiết xuất từ trái ô liu, nhập khẩu từ Tây Ban Nha 100% luôn. Nên các bạn yên tâm ha. Ngoài cái trái ô liu đó ra thì còn được chiết xuất từ họ cam và quýt. Thì chính vì thế nó sẽ chống nắng được, chống được tia UV, tia cực tím. Nó cũng có thể giúp cho chúng ta có được một làn da mịn màng, tạo độ ẩm cho làn da của mình. Mọi người cũng đã biết công dụng của cái sản phẩm này rồi. Chắc là bây giờ ai cũng mong biết được cái mức giá. Chỉ với 1.290.000 đồng, chúng ta đã có được một cái thần dược để bảo vệ cho sức khỏe. Một số cái câu hỏi thường gặp trong cái quá trình sử dụng là mọi người hỏi rằng là không biết là em chỉ cần uống cái này vô thôi là tự nhiên đẹp hay là sao. Thì Thúy nghĩ là chắc cũng không có cái thuốc nào mà nó có thể giúp cho các bạn luôn luôn đẹp nếu như các bạn không chăm sóc thêm, không biết giữ gìn. Mình cứ thức khuya rồi da đi ra nắng thì đầu thì không đội nón, không đeo mắt kiếng, rồi ăn uống thì không có uống nhiều nước, không có ăn nhiều trái cây, thì làm sao mà có thể có cái thuốc nào mà trị được hết tất cả những cái tác động ở bên ngoài đó được. Nên là Thúy khuyên các bạn, khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn vẫn nên nghe theo những lời khuyên từ trên báo hoặc là những người chuyên gia mà các bạn đã từng xem. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, trái cây, ngủ nghỉ đầy đủ và đừng có stress căng thẳng ha. Chắc chắn rằng là khi chúng ta chăm sóc từ bên ngoài và cả kết hợp từ bên trong ra, bạn sẽ có một cái làn da mịn màng, có được một sắc đẹp thật là quyến rũ. Đối tượng nào thì nên sử dụng sản phẩm này? Thúy nghĩ rằng là chắc là tất cả những chị em phụ nữ nào mà có nhu cầu làm đẹp thì sử dụng được cái sản phẩm này thôi. Đặc biệt là những người nào mà đang ở cái độ tuổi chuẩn bị lão hóa giống như Thúy, khoảng tầm 30 tuổi trở lên, thì chúng ta phải uống sản phẩm này để duy trì lại cái tuổi thanh xuân của mình. Chứ lúc mà nó đã bị già rồi, nó đã bị đứt hết collagen rồi thì mình níu kéo lại nó hơi khó. Nên bây giờ nó sắp sửa bị già thì mình nên uống bổ sung để cho chúng ta có được một làn da trắng, mịn, khỏe. Và đặc biệt là đối với những người phụ nữ mới sinh giống như là Thanh Thúy, khi mà mình sinh em bé xong thì những cái chất ở trong cơ thể của mình nó chưa được hồi phục,
cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Cho nên rất là cần mình phải bổ sung cái sản phẩm này vào. Nó cũng giúp cho mình ngăn ngừa được cái nám tàn nhang. Chính vì cái da của mình nó bị yếu ớt mỏng manh, nó không như là hồi trước khi sinh em bé, nên ánh nắng mặt trời rất là dễ tác động và gây ra nám da. Nên cần phải ngăn ngừa sớm nha các bạn nhé.